Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum mọi người nhá. Đây em lên cho mọi người hai lô pin này. Đấy, bao ngon luôn các bác nhá, bao ngon luôn. Đấy, bao ngon luôn, bác nào lấy thì alo em. Thì đây, thì em có một ít pin ready này. Đấy, pin ready này, em bán vỏ pin các bác nhá, em bán vỏ pin. Thì tất cả còn pin ở bên trong, nhưng mà em không có bao gì hết. Cái này là bao mất áp các bác nhá. Đây là em bán vỏ pin các bác lưu ý nhá, vỏ và mạch. Em bán vỏ và mạch các bác nhá. Thì đây là có này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 16 17 cục. 17 cục ready này các bác nhá. Ready AEG này. Thì đây nó có gồm 1 2 3 4 5 cục, 5 cục hai hàng SEAL, 5 cục hai hàng SEAL, một cục 3.0A 2 SEAL 21700. Và đây một đống đây. Thì tất cả còn pin các bác nhá, tất cả còn pin các bác nhá, tất cả còn pin. Thì cái lô này em sẽ bán cho các bác giá là 2.2 triệu. Đấy, lô này là 2.2 triệu các bác nhá. Đấy, nguyên một lô này, 17 cục, 2.2 triệu, bác nào lấy alo nhá. Đấy, chuyển khoản bao ship nhá, em không code nhá. Đấy, chuyển khoản bao ship không code. Rồi, em thêm có một lô nữa. Đấy, còn lô work này. Đấy, còn lô work zone này. Đấy, work này. Đấy, pin work nhá. Thì ở đây là em tính bán sell các bác nhá, em tính bán sell. Đấy. Thì mỗi cục này nó là 5 sell. Đấy, mỗi cục này nó là 5 sell. Thì ở đây nó có 50 cục. Đấy, 50 cục tương ứng với lại 250 sell. 250 sell, nhưng mà đây nó có lại hai cục, một cục 124, một cục 32, thì nó rơi tầm cỡ là 255 sell. Đấy, 255 sell gì đó. Đấy, 254 sell gì đó. Thì tính cho các bác hết là 250 sell nhá. Thì cái lô này em tính cho các bác là toàn pin 2A thôi các bác nhá, pin 2A hết. Pin 2A hết các bác nhá. Đấy, bao các tất cả ở đây còn áp. Tất cả ở đây là còn áp đầy đủ các bác nhá. Riêng cái dòng quốc zone này thì lấy sell rất là ngon rồi. Bởi vì nó đa số về Việt Nam mình thì nó còn áp hết, nó không bị chết áp như những cái dòng khác. Đấy, pin nó còn ngon hết, nhiều cái nó chưa dùng luôn mà các bác. Mới cỡ này luôn này, có cái có báo đèn này. Đấy, báo đèn sáng này. Bác mua lẻ em cũng bán nhá. Mua lẻ em cũng bán nhá. Mua lẻ em bán là 120.000 một cục trừ hai cục này nhá. Đấy, trừ hai cục này. Và những cục có báo đèn thì em sẽ bán tăng thêm 10.000, đó là 130.000. Một cục. Đấy, một cục, cứ một cục là như vậy nha các bác nhá. Đấy, 120 đến 130.000. Còn hai cục này thì em sẽ bán giá khác. Đấy, còn mua hết lô này em sẽ bán cho các bác giá 5 triệu nhá. Mua hết lô 5 triệu. Hết lô này 5 triệu các bác nhá. Đấy, bao lời luôn. Đấy, tháo pin, tháo khối, pin này tháo khối ra đóng lại xe Makita bao lời luôn. Đấy, bao lời các bác nhá. Cái này thì bao lời rồi, 5 triệu thì bao lời rồi các bác. 5 triệu các bác tính ra thì nó không bao tiền hết cả. Pin nó rơi tầm cỡ mười mấy nghìn một xeo thôi, 255, 254 gì đấy thì mười mấy nghìn xeo, em tính hạn 20.000 xeo đi, thì các bác lời được thêm cái vỏ này. Đấy, nếu mà các bác sau này nó có cái máy quốc zone này, nó về Việt Nam mình thì các bác xài thôi, có rồi nhá, có máy quốc zone này rồi. Đấy, các bác cứ thế mà các bác chiến thôi. Đấy, giá này thì các bác bao ngon rồi. Lô này 5 triệu này, lô này 2.2 triệu, bác nào thích lấy lô nào để alo em nhé. Đấy, bác nào mà tay to mà ôm lô lớn này về gỡ ra lấy pin bán thì quá ngon rồi, giá rất là hợp lý. Đấy, toàn pin 2A thôi các bác nhé, toàn pin 2A thôi, 2A hết các bác nhé. Đấy, 2A thì đóng quả Makita bây giờ một cục này, bây giờ hai cục này, em nói chứ hai cục này, đây hai cục này 200.000 bạc, 200.000 tiền pin đúng không? 200.000 một tiền pin mà đóng một quả Makita là 450 rồi. Đấy, một quả Makita 2A 450 pin tháo khối. Thì các bác cứ tính lên một cái vỏ mạch nữa, vỏ mạch có tầm khoảng 90.000 nữa, 90.000 tiền vỏ mạch nữa. Thì các bác lời bao nhiêu? Đấy, các bác tính ra lời bao nhiêu? À. Và các bác lại lời thêm được cái vỏ pin với cái mạch này nữa. Rồi, bác nào có nhu cầu lấy lô nào để alo em nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em.